Luận Đại Trí Độ, quyển 48. Phẩm thứ 19, Quảng Thừa, Thừa rộng lớn, kinh. Phật bảo ngài Túc Bồ Đề: Này Túc Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Tát hành Ma Ha Diễn, tu bốn niệm xứ. Thế nào là bốn niệm xứ? Này Túc Bồ Đề, Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, chẳng thấy có thân giác, vì là bất khả đắc. Theo thân mà quán ngoại thân, quán nội ngoại thân cũng chẳng thấy có thân giác, vì là bất khả đắc. Do vậy mà nhất tâm tinh tấn trừ tham yêu thế gian. Bồ Tát theo thọ, theo tâm, theo pháp mà quán nội thọ, nội tâm, nội pháp, ngoại thọ, ngoại tâm, ngoại pháp, nội ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội ngoại pháp, cũng chẳng thấy có thọ giác, có tâm giác, có pháp giác, vì đều là bất khả đắc. Do vậy mà nhất tâm tinh tấn trừ gian tham ưu thế gian. Thế nào là Bồ Tát theo thân mà quán nội thân? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi đi biết là mình đi, khi đứng biết là mình đứng, khi ngồi biết là mình ngồi, khi thân hành động như thế nào cũng biết mình hành động như vậy cả. Như vậy là Bồ Tát theo thân mà quán nội ngoại thân, nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian. Lại nữa, Bồ Tát khi đi, khi đến, khi nhìn, khi ngó, khi co duỗi chân tay, khi cúi đầu, khi ngẩng đầu, khi mặc áo tăng giả lê, khi cầm bát, khi ăn uống, khi nói năng, dẫn đến khi nhập thiền, khi xuất thiền, cũng đều như vậy cả. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật quán nội thân bất khả đắc. Khi quán, Bồ Tát nhất tâm niệm hơi thở ra vào, thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào, thở dài biết mình thở dài, thở ngắn biết mình thở ngắn. Bồ Tát quán nội thân như vậy nên nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, vì biết thân là bất khả đắc. Thế nào là quán thân tứ đại? Này Tu Bồ Đề, ví như người thợ lò trâu dùng dao bén giết trâu, đem chia ra làm bốn phần rồi quan sát bốn phần đó. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật quán thân do bốn đại hòa hợp tạo thành cũng là như vậy. Đây là Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, biết rõ nội thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân từ chân lên đến đỉnh đầu chứa toàn những thứ dơ bẩn bất tịnh, che đậy dưới một lớp da mỏng. Quán thân có móng chân, móng tay, da mỏng, da dày, xương tủy, tim gan, tỳ vị, ruột non, ruột già, máu huyết, phân, nước tiểu. Lại quán tất cả những thứ này được gần liền kết lại với nhau thành một khối. Ví như người làm ruộng cất giấu trong kho, nào lúa, nào đậu, nào mè. Người đứng bên ngoài nhìn vào chẳng sao có thể thấy được bên trong kho có cất giấu những gì. Nhưng nếu cửa kho hé mở thì người tinh mắt liền thấy được các thứ cất giấu trong kho. Bồ Tát quán thân từ chân lên đến đỉnh đầu toàn chứa những thứ bất tịnh cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết sau vài ngày sẽ phình trướng hôi thối, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng sẽ như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết sau 6-7 ngày mà chẳng được chôn cất thì sẽ trở thành mồi ngon cho diều quạ rúc rỉa, cho lang sói gặm xương xé thịt, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết vứt bỏ lâu ngày ngoài mưa gió sẽ rã rời, chỉ còn nắm xương trắng. Quán thân của nhiều người chết vứt bỏ lâu ngày sẽ trở thành những đống xương trắng mục nát ngổn ngang trên mặt đất, mặc cho gió táp mưa sa, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết trải qua thời gian dài sẽ trở thành đất, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Bồ Tát theo thân quán nội thân, quán ngoại thân, quán nội ngoại thân đều là bất khả đắc cả. Đây là quán thân niệm xứ dẫn đến thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Bồ Tát cũng quán y như vậy cả. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, tu bốn niệm xứ như vậy.
gọi là Bồ Tát Maha Tát Hành Maha Diễn. Luận hỏi: trong bốn niệm xứ có nhiều pháp quán, vì sao chỉ nói đến 12 pháp quán mà thôi? Vì sao nói nội ngoại quán? Lại nữa, thần niệm xứ nhất về nội pháp, tâm niệm xứ nhất về ngoại pháp. Như vậy, ở nơi thân đã có đủ cả thân và tâm rồi, đã nhiếp đủ cả nội lẫn ngoại rồi. Vì sao chẳng nói quán thân mà lại nói theo thân mà quán? Vì sao nói quán thân mà chẳng có sanh thân giác? Vì sao nói cần phải nhất tâm tinh tấn? Lại nữa, tu bốn niệm xứ là trừ được hết năm triển cái. Như vậy, vì sao chỉ nói đến trừ tham ưu thế gian? Vì sao lại phải quán thân bất tịnh? Lại nữa, bốn oai nghi ở thân là việc dễ biết, còn phải nói làm gì nữa? Đáp: có 12 pháp quán hạnh, hành giả y theo định tâm thấy có 3 tà hạnh nên quán nội thân, quán ngoại thân và cả quán nội ngoại thân mới phá trừ được 3 tà hạnh, rồi mới có được 3 chánh hạnh. Có người chấp nội tình nhiều, ngoại tình ít, thâm quán nội thân đến độ chẳng còn biết đến cha mẹ, vợ con, thân thuộc, trở thành cuồng si. Lại có người chấp ngoại tình nhiều, nội tình ít, dẫn đến tham đắm của cải, khiến phải bị mất mạng hoặc trở thành kẻ bạo tàn đi giết người cướp của, gây ra bao nhiêu tội lỗi. Lại có người đắm chấp cả nội tình lẫn ngoại tình, vừa cuồng si mê muội, vừa tham sân tật đố, tự hại mình và hại người. Bởi vậy nên phải tu tập 3 chánh hạnh nhằm đối trị 3 tà hạnh. Nếu biết tự thân là nội thân, tha thân là ngoại thân, như nói về 5 căn, nói về 9 lỗ, cửu khiếu, nơi thân là nói về nội thân, như nói về 5 trần là nói ngoại thân. Như vậy là phân biệt rõ giữa nội thân và ngoại thân. Người tu hành trước hết phải biết rõ các pháp hữu vi là vô thường, khổ không vô ngã, mới có được trí huệ quán. Khi quán nội thân chẳng nên chấp vào các tướng tốt đẹp của thân, cho nên nếu còn chấp nội thân là thường lạc ngã tịnh, thì hành giả cũng phải quán ngoại thân là bất khả đắc. Khi quán nội thân và ngoại thân đều bất khả đắc, thì hành giả sẽ được tâm chánh định. Ở nơi chánh định, hành giả sẽ biết rõ thân là vô thường, khổ không vô ngã, sẽ biết rõ thân là như bệnh, như ung nhọt, như ghẻ lở, sẽ biết rõ chín lỗ nơi thân là ô uế. Lại nữa, hành giả còn phải quán thân, khi chết sẽ bị tán hoại, sẽ bị tiêu diệt. Hành giả lại còn phải quán thân, khi còn sống cũng thường bị đói khát, bị nóng lạnh, chịu sự chê bai khinh miệt, chịu cảnh già chết bệnh, bị bao nhiêu thứ khổ bao vây, chẳng có lúc nào được tự tại. Lại nữa, khi quán về nội thân, hành giả phải quán nội thân chẳng có chủ tác, nên chẳng có tri giả, kiến giả và thọ giả. Phải quán nội thân chỉ do nhân duyên hòa hợp mà có thọ sanh thọ diệt, nhưng thật ra nội thân hoàn toàn bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy nên khi quán nội thân, quán ngoại thân, hành giả phải quán theo nghĩa của 18 không. Cứ theo thân mà quan sát thì sẽ biết rõ thân đầy rẫy thứ bất tịnh, lại còn chịu cảnh đói khát rét bức, còn chịu cảnh già bệnh, và sau cùng khi chết thân này sẽ bị hủy hoại, sẽ trở về với bốn đại. Hành giả phải nên quán thân tướng từ ngoại đến nội, từ gốc đến ngọn đều rốt ráo không cả Phật dạy. Theo thần mà quán các pháp thì mới chẳng còn chấp thân. Khi quán thân bất tịnh thì hành giả chẳng còn sanh các giác quán tham sân si nữa. Phàm phu do chấp thủ thân tướng mà phải chìm đắm trong si mê lầm lạc, gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Bồ Tát chẳng chấp thủ thân tướng nên khi quán thân để được nhất tâm. Lại nữa, thiện tri thức dễ ly mà cha con khó ly, cha con dễ ly mà thân khó ly, thân dễ ly mà tâm khó ly. Bởi vậy nên Bồ Tát tự mình phải nhất tâm, tinh tấn quán các pháp đều là bất khả đắc. Ví như cưa cây để cầu có lửa thì phải nhất tâm, tinh tấn chẳng ngừng nghỉ mới mong có được lửa vậy. Lại nữa, muốn trừ tham ưu thì phải trừ tận gốc, phải tận trừ cả năm triển cái. Ví như khúc tre có 5 đốt thì phải trẻ suốt cả 5 đốt đó. Người tu hành xuất gia học đạo là đã giả thế lạc rồi. Thế nhưng nếu chưa có được định lạc thì tâm vẫn còn sanh niệm tham ưu. Bởi vậy nên Phật dạy, người tu hành phải nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian. Vì sao? Vì tham là tham các việc vui ở thế gian, nên phải quán thân bất tịnh mới trừ được tận gốc các tham ưu thế gian được. Lại nữa, vì chúng sanh tham chấp dục lạc, nên trước hết phải trừ tham dục để mở đường vào đạo.
Bởi vậy nên người tu hành phải thường quán niệm bốn oai nghi ở nơi thân mình. Vì sao? Vì dục là kẻ giặc phá hoại thân tâm, phải nhất tâm mới đối trị được. Bằng cách quán bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bằng cách tọa thiền quán thân, người tu sẽ được thân tâm an lạc, chẳng còn bị lầm lạc nữa. Nếu dùng quán bất tịnh mà tâm chưa được an lạc, thì phải dùng pháp quán hơi thở để ngăn ngừa các giác quán. Vì sao? Vì phải được an lạc mới chẳng còn bị lầm lạc. Nếu quán bất tịnh mà tâm hết cuồng loạn, thì lúc bấy giờ bất tịnh tướng cũng trở thành tịnh tướng. Bởi vậy nên trong Phật Pháp thì hai pháp quán bất tịnh và quán hơi thở Anapana hay còn gọi là sổ tức được xem như hai cửa đầu tiên dẫn vào đạo cam lồ. Lại nữa, Bồ Tát quán bốn đại ở nơi thân đều như cỏ rác vạch ngói, quán bốn đại bên ngoài khi biến thành các thức ăn uống để nuôi thân và duy trì mạng sống. Quán bốn đại và bốn đại tạo sắc dù được chia ra thành bốn phần là đất nước gió lửa riêng khác, nhưng mỗi phần cũng là vô ngã, là khổ, là không, là vô thường cả. Rồi Bồ Tát quán bốn oai nghi ở thân cũng đều là như vậy. Trong khi quán phải nhất tâm tinh tấn chớ nên giải đãi hôn trầm. Vì sao? Vì nếu quán mà giải đãi hôn trầm thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng được an định. Bồ Tát quán thân do bốn đại hòa hợp mà được thi thiết ra chỉ là hư dối, chẳng phải thật có. Ví như khi người thợ mổ trâu chia ra làm bốn phần thì chẳng còn có tướng trâu nữa. Do bốn đại hòa hợp duyên khởi tạo ra thân nên bốn đại là tổng tướng mà thân chỉ là biệt tướng. Nếu bốn đại còn ở ngoài thì chẳng được gọi là thân. Chỉ khi nào bốn đại hòa hợp tạo ra sắc thân thì mới giả danh gọi là thân. Như vậy thân chẳng ở nơi bốn đại, mà bốn đại cũng chẳng ở nơi thân. Thân cũng như bốn đại đều chẳng có chủ tác, phụ chủ tác. Và phu điên đảo chấp bốn đại làm thân. Bồ Tát dùng tánh không phân biệt bốn đại, tạo sắc nơi thân đều là không, là bất khả đắc, dẫn đến bốn niệm xứ kia cũng đều là như vậy. Lại nữa, Bồ Tát quán thân từ chân lên đến đỉnh đầu chứa 36 thứ bất tịnh bao bọc bên trong một lớp da mỏng. Ví như người làm ruộng đem đủ thứ hạt giống chất chứa vào bên trong kho lẫm của mình. Người tu hành pháp bất tịnh dùng huệ nhãn nhìn vào kho thân thấy đầy rẫy những thứ bất tịnh nên chẳng còn ái chấp thân, biết rõ thân là bất tịnh, là tán hoại, là bất khả đắc. Do quán thân như vậy nên Bồ Tát nhẫn thọ được mọi sự đau khổ, giữ được tâm bất động khi có người đến mắng nhiếc đánh đập đâm chém mình, vân vân. Bồ Tát quán nội thân bất tịnh tán hoại, quán ngoại thân bất tịnh tán hoại, dẫn đến nội ngoại thân cũng bất tịnh tán hoại như vậy. Lại nữa, Bồ Tát quán thân khi chưa bị tán hoại có thức dẫn sanh ra các kiết sử mà sanh nhàm chán thân. Trong khi đó thì phàm phu bị các kiết sử trói buộc nên tham đắm thân. Rồi Bồ Tát lại quán thân người chết sau vài ngày, nếu chẳng làm mồi cho chim thú rỉa thịt nhai xương thì cũng bị sình thối hư nát, nên chẳng chấp tướng tốt hay xấu. Trong khi đó thì phàm phu lập lạc tham đắm thân tướng nên bị tình ái dâm dục làm mê mờ tâm trí. Phật dạy, sắc thân chỉ là huyễn pháp, chỉ làm cho người vô trí phải mê lầm vậy thôi. Bồ Tát quán thân người chết rồi tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng sẽ như vậy. Do quán như vậy mà Bồ Tát nhàm chán thân, quyết điều phục tâm mình, nhất tâm tinh tấn trừ các tham ưu thế gian. Bồ Tát lại quán thân người chết bị diều quả rỉa thịt, bị lang sói gặm xương, chẳng ai dám đến gần. Quán khi thịt đã tiêu hết thì tất cả tim gan tỳ vị phèo phổi đều đã thối nát, thì thân người chỉ còn lại nắm xương trắng. Do quán như vậy, Bồ Tát nghĩ thân là vô ngã. Do chấp đắm thân mà chớ nhóm bao nhiêu tội phước nhân duyên khiến phải trầm luân mãi trong sanh tử. Bồ Tát lại quán xương cốt người chết phân tán rải rác khắp nơi, mặc cho gió táp mưa sa với thời gian, rồi sẽ trở thành mục nát thành đất. Do quán như vậy, Bồ Tát nghĩ rằng thân đã vô thường như vậy thì ngã là bất khả đắc. Bồ Tát lại quán thân do nghiệp thức nhân duyên sanh ra, chẳng có tự tại. Quán thân tướng là phi ngã, quán khổ vui đều do tâm điên đảo tạo ra. Quán già bệnh chết dẫn đến quán thân mạng đều là vô thường cả. Do quán như vậy, Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu chẳng tu pháp quán bất tịnh thì rất dễ bị các nghiệp lôi cuốn. Nếu chẳng nhất tâm tinh tấn trừ hết tham ưu thì hai tên giặc tham và ưu này sẽ cướp hết pháp bảo. Bồ Tát lại nghĩ rằng thân là vô thường, là bất tịnh,
Như vậy vì sao chúng sanh cứ mãi tham trước thân này, khiến khởi sanh bao nhiêu nghiệp tội? Chỉ vì trong thân có năm tình, ngoài thân có năm dục hòa hợp mà sanh ra các chấp điên đảo vậy thôi. Bồ Tát lại nghĩ rằng thân dù kiên cố trong một thời gian dài rồi cũng phải tàn hoại, huống nữa là các cuộc vui trong chốc lát do niệm tương tục sanh diệt, mà hết khổ đến vui, vui hết vui đến khổ vậy thôi. Như vậy thì vui đâu phải là thật có, vì ngay ở trong vui đã có sẵn mầm mống của khổ rồi vậy. Ví như ăn uống cho hết đói khát là vui, nhưng chỉ vui trong chốc lát rồi các thứ khổ khác lại quấy nhiễu sắc thân, vân vân. Cho nên biết vui thế gian do nhân duyên khổ sanh ra, lại thường sanh ra các khổ quả tương tục nối nhau, kết thành vô lượng khổ. Nên biết món ăn ngon có trộn chất độc có thể hại mạng người, nhưng vui trong năm dục còn nguy hại gấp bội. Đây là chất độc rất nguy hại, có thể đoạt cả huệ mạng của ta. Người tu phải biết rõ vui chỉ do tâm thức tưởng ra, mà tâm niệm thì luôn luôn sanh diệt, nên là bất khả đắc. Chỉ vì như sóng nhấp nhô trên mặt biển, vừa hiện là liền tan. Tâm tưởng là vô thường nên có lúc thọ khổ, có lúc thọ lạc. Mà đã là vô thường thì tâm chẳng được tự tại, nên là vô ngã vậy. Tu ba niệm xứ kia cũng phải quán đầy đủ các tướng, nội tướng, ngoại tướng và nội ngoại tướng. Bởi nhân duyên vậy nên nói bốn niệm xứ là bốn thánh hạnh, có công năng phá bốn điên đảo, khai mở đường vào thật tướng pháp. Nơi đây cũng nên biết rằng vô thường cũng là quán về khổ đế, mà khổ đế là do các chấp điên đảo gây ra. Quán các nguyên nhân gây ra khổ là quán về tập đế. Quán đoạn các nguyên nhân gây ra khổ là quán về diệt đế. Quán các pháp tu để đoạn điên đảo là đạo đế. Hằng thanh văn quán bốn đế, tí niết bàn chủ đạo tâm, thọ như vô lậu, đây là nhãn pháp. Ví như người cưa gỗ có hơi nóng tỏa ra các nguyên nhân gây ra khổ là quán về diệt đế. Quán các pháp tu để đoạn điên đảo là đạo đế. Hằng thanh văn quán bốn đế, tí niết bàn chủ đạo tâm, thọ như vô lậu, đây là nhãn pháp. Ví như người cưa gỗ có hơi nóng tỏa ra biết là có lửa, có tín pháp này rồi sẽ sanh tâm sùng kính Phật. Ví như người uống thuốc lành bệnh rồi sẽ tin thấy thuốc. Người đã tin pháp thuốc rồi sẽ dần dần tin tam bảo, nói pháp tăng thì các tướng tội phước sẽ dứt, đây là đảnh pháp. Ví như người leo đảnh núi thấy rõ cảnh Phật xung quanh. Từ đảnh pháp, hàng thanh văn tu quán bốn niệm xứ được bốn quả thanh văn, đây là nhẫn pháp. Bồ Tát ở nơi pháp quán này chẳng quên bà nguyện độ sanh, chẳng xả tâm đại bi, lại dùng bất khả đắc không để điều phục tâm, nên dù tâm còn lưu dư tàng kiết sử mà vẫn chẳng bị đọa. Ví như người lính thiện chiến dù chưa giết được giặc mà đã cô lập được đối phương rồi vậy. Bồ Tát đạt đảnh pháp và nhẫn pháp rồi sẽ vào thế đệ nhất pháp, đây là chỗ thuận pháp nhẫn dẫn đến vô sanh pháp nhẫn. Kinh lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn tu bốn chánh cần. Thế nào là bốn chánh cần? Đó là tinh tấn nhiếp tâm hành đạo khiến việc ác chưa sanh chẳng sanh được, tinh tấn nhiếp tâm hành đạo khiến việc ác đã sanh được dứt trừ, tinh tấn nhiếp tâm hành đạo khiến việc thiện chưa sanh được sanh, tinh tấn nhiếp tâm hành đạo khiến việc thiện đã sanh càng thêm tăng trưởng. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu bốn chánh cần như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu bốn như ý túc. Thế nào gọi là bốn như ý túc? Đó là dục như ý túc thành tựu định hạnh, niệm như ý túc thành tựu định hạnh, tinh tấn như ý túc thành tựu định hạnh, tư duy như ý túc thành tựu định hạnh. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu bốn như ý túc như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn tu năm căn. Thế nào là năm căn? Đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu năm căn như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn tu năm lực. Thế nào là năm lực? Đó là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu năm lực như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Maha Tát hành Maha Diễn tu bảy giác tri.
Thế nào là bảy giác tri? Đó là niệm giác tri, trạch pháp giác tri, tinh tấn giác tri, hỷ giác tri, trừ giác tri, định giác tri và xả giác tri. Tất cả bảy giác tri đều nương nơi ly, nương vô nhiễm mà hướng đến niết bàn. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu bảy giác tri như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tu tám thánh đạo, thế nào là tám thánh đạo? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu tám thánh đạo như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tu ba tam muội gồm không tam muội, vô tướng tam muội và vô tác tam muội. Thế nào là không tam muội? Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các pháp đều là tự tướng không. Tam muội này còn được gọi là không giải thoát môn. Thế nào là vô tướng tam muội? Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các pháp đều là hoại tướng, nên chẳng nghĩ, chẳng nhớ. Tam muội này còn được gọi là vô tướng giải thoát môn. Thế nào là vô tác tam muội? Bồ Tát vào tam muội này biết rõ các pháp đều chẳng có chủ tác, đều là bất khả đắc. Tam muội này còn được gọi là vô tác giải thoát môn. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu ba tam muội này như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tu 11 trí gồm khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí và như thật trí. Thế nào là khổ trí? Biết khổ mà chẳng sanh chấp gọi là khổ trí. Thế nào là tập trí? Biết các nguyên nhân sanh khổ phải đoạn gọi là tập trí. Thế nào là diệt trí? Biết khổ diệt gọi là diệt trí. Thế nào là đạo trí? Biết tám thánh đạo gọi là đạo trí. Thế nào là tận trí? Biết tham sân si diệt tận gọi là tận trí. Thế nào là vô sanh trí? Biết các pháp hữu vi là vô sanh gọi là vô sanh trí. Thế nào là pháp trí? Biết năm ấm do duyên sanh gọi là pháp trí. Thế nào là tỷ trí? Biết nhãn dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là vô thường gọi là tỷ trí. Thế nào là thế trí? Biết nhân duyên sanh pháp chỉ là danh tự gọi là thế trí. Thế nào là tha tâm trí? Biết tâm niệm của chúng sanh gọi là tha tâm trí. Thế nào là như thật trí? Biết hết thảy chủng trí như chư Phật biết gọi là như thật trí. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu 11 trí như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tu ba bồ lậu căn gồm vị tri dục tri căn, tri căn và dĩ tri căn. Thế nào là vị tri dục tri căn? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn của hàng hữu học chưa đắc quả gọi là vị tri dục tri căn. Thế nào là tri căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn của hàng hữu học đã đắc quả gọi là tri căn? Thế nào là dĩ tri căn? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn của bậc vô học hoặc a la hán hoặc bích tri phật gọi là dĩ tri căn. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu ba vô lậu căn như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tu ba tam muội gồm hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội và vô giác vô quán tam muội. Thế nào là hữu giác hữu quán tam muội? Ly dục nhiễm, ly bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền gọi là hữu giác hữu quán tam muội. Thế nào là vô giác hữu quán tam muội? Trọng giữa từ sơ thiền đến nhị thiền gọi là được vô giác hữu quán tam muội. Thế nào là vô giác vô quán tam muội? Chặng giữa từ nhị thiền đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng định gọi là được vô giác vô quán tam muội. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu ba tam muội này như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tụ 10 niệm gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, niệm Thiên, niệm Thiện, niệm hơi thở ra vào, niệm thân và niệm chết. Bồ Tát dụng vô sở đắc tu 10 niệm như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề có Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, chín thứ đệ định,
Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, tu các pháp môn tu này như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu 10 Phật lực. Thế nào là 10 Phật lực? Đó là Phật như thật biết thị xứ và phi xứ của hết thảy pháp, Phật như thật biết các nghiệp, các thọ pháp, các nhân duyên quả báo của chúng sanh trong cả ba đời, Phật như thật biết các tướng cấu tướng tịnh của các tam muội và các định, Phật như thật biết các căn tánh thượng hạ của chúng sanh, Phật như thật biết các loại dục và giải của chúng sanh, Phật như thật biết vô số tánh loại của hết thảy các pháp thế gian, Phật như thật biết chỗ đến của tất cả các đạo hạnh, Phật như thật biết túc mạng nhân duyên của mình và của chúng sanh trong cả ba đời, biết mình cũng như các chúng sanh khác, có tên như vậy, có họ như vậy, thọ mạng ngắn hay dài trong vô lượng kiếp. Phật như thật biết mình là có thiên nhãn thanh tịnh hơn chư thiên, thể ý biết chúng sanh chết đây sanh kia tùy theo nghiệp nhân duyên quả báo, hoặc phải đọa vào ác đạo, hoặc được sanh vào thiện đạo. Phật như thật biết là mình đã lậu tận, đã được vô lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải thoát, ở trong pháp tự chứng, biết mình đã nhập vào pháp ấy, biết mình đã hết sanh tử, đã viên thành phạm hạnh, chẳng còn thọ sanh thân ở đời sau nữa. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu 10 Phật lực như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu 4 vô sở úy. Thế nào là 4 vô sở úy? Đó là 4 điều vô úy đã được Phật tác chứng, gồm có: Phật nói lên lời thành thật rằng, ta là bậc nhất thiết chủng trí, nên ta được an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úy tại giữa đại chúng. Nếu có ai hỏi về một pháp nào, thì ta như sư tử hống sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng mảy may sợ hãi. Các hàng sa môn, bà la môn, chư thiên, phạm vương, ma vương, cùng hết thảy chúng sanh chẳng làm sao có thể chuyển được như vậy. Đây là vô sở úy thứ nhất. Phật nói lên lời thành thật rằng, ta là bậc lậu tận, nên ta được an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úy tại giữa đại chúng. Nếu có ai hỏi về cách dứt trừ phiền não, thì ta như sư tử hống sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng mảy may sợ hãi. Tất cả hàng trời người cùng hết thảy chúng sanh khác chẳng làm sao có thể chuyển được như vậy. Đây là vô sở úy thứ hai. Phật nói lên lời thành thật rằng, ta đã như thật biết những pháp làm chướng ngại đạo giải thoát, nên ta được an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úy tại giữa đại chúng. Nếu có ai hỏi về các pháp chướng đạo, thì ta như sư tử hống sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng mảy may sợ hãi. Tất cả hàng trời người cùng hết thảy chúng sanh khác chẳng làm sao có thể chuyển được như vậy. Đây là vô sở úy thứ ba. Phật nói lên lời thành thật rằng, những thánh đạo mà ta truyền dạy quyết định là đạo xuất thế gian, khiến người y theo đó mà tu hành sẽ được hết khổ, nên ta được an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úy tại giữa đại chúng. Nếu có ai hỏi về các thánh đạo, thì ta như sư tử hống sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng mảy may sợ hãi. Tất cả hàng trời người cùng hết thảy chúng sanh khác chẳng làm sao có thể chuyển được như vậy. Đây là vô sở úy thứ tư. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu 4 vô sở úy như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu 4 vô ngại trí. Thế nào là 4 vô ngại trí? Đó là